Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình cùng chơi Mario Party The Top 100. Trận game nào. Đây đi. Boom away. Ok, bắt đầu nào. Ok. Né bom nào. Ui. À là nhảy. Có lên. Chọn khủng long là chết trước. Chết đi. Một. Ui. Suýt chết. Chết. Con lợn này. 5 giây rồi. Ôi giời. Toàn rồi. Yeah, top 2 các bạn ạ. Thật là bá. Auto đi. Ui. Ok. Mê cung. Chạy nhíp lên đoạn đấy. Ui. Có lên phải. Có lên phải phá đảo cho này. Ui, đã nhất rồi. Thôi mất rồi. Tiếp tục nào. À đây rồi. Boss fight đây rồi. Ok. Đi ngược nhỉ. Đây rồi. Yeah. Nhất rồi. Tiếp theo nào. Thôi mình chọn game đi. Đâu có cái gì hay nhỉ. À đây The Great Tablet. Pew. Yeah. Một cái thôi. Ok, nhất rồi. Em tiếp theo là game gì đây? À, bóng chày. Được đấy. Một. Mười rồi. 12 điểm. 13 điểm. Ôi đánh này nhỉ. Mười sáu rồi. Ui. 17. 18. Ui.
chưa lên tội rồi. Không sao, vẫn nhất. Tiếp theo là game gì đây? À, vẽ mặt Bowser. Ok. Vẽ theo mẫu nào. 1, 2. Đây, đây chắc là giống rồi đấy. Y hệt luôn. Đấy. Nhất rồi. Yeah, auto nào. Back to two, ok. Cùng nhặt thư nhá. Đây rồi. Hả? Đấy, thằng đấy, thằng sẽ con đấy. Yeah, 10 điểm rồi. Yeah, nhất rồi. Oh. Đây rồi, phi tiêu. Em sẽ cố gắng bắn vào 30 điểm nào. Ờ, 70 điểm bỏ. Ui. 101 cơ. Ui. Yoshi. Yeah, seed, seed. Wow. Mỗi mình là thấp nhất à? Ok, không sao. Tiếp tục nào. À. Chơi băng nghệ thuật đây rồi. Ôi. Nó quay được mấy vòng liền. Tiếp tục game nữa nào. Thế rồi. Nốt nhạc ngược. Yeah. Start. Tiếp nào. Có lẽ chém 8 rồi. Chín rồi. Wow.
Ok, mình xin được kết thúc game tại đây. Các bạn nhớ like và share, like và subscribe ủng hộ kênh mình nhá. Hẹn lại các bạn ở các video lần sau.